Chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện theo yêu cầu của nghị quyết số 29 của Trung ương. Ngành giáo dục tích cực xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình giáo dục thường xuyên mới theo lộ trình. Tỉnh Hưng Yên là một trong 30 địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, là một trong 11 địa phương của cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98,88%. Xác định chủ đề năm học 2023-2024 là đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục và đào tạo cả nước tập trung thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, thực hiện hiệu quả các chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm học mới, tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh tự chủ giáo dục đại học, thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, tăng cường quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất, hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng chí yêu cầu đổi mới giáo dục phải đi vào những vấn đề cốt lõi, cách tiếp cận phù hợp gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng đất nước. Đổi mới phải thực hiện một cách khoa học, tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể, lấy học sinh làm trung tâm, chuyển từ trang bị kiến thức sang trang bị tư duy, tăng cường công tác truyền thông giáo dục, lan tỏa những tấm gương điển hình tiêu biểu. Thủ tướng cũng nhắc nhở các em học sinh, sinh viên nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực học tập để góp phần xây dựng đất nước.